Ngày 16 tháng 4 liên quan đến vụ ông Lê Minh Hoàng trú tại xã Bột Xuyên của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giới thiệu với Tri cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh bởi có khả năng là cầu mưa, thì các cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức đã làm việc với ông Hoàng. Vâng ạ à, vụ việc này thì đã gây xôn xao dư luận. À, nhưng mới đây thì ông Hoàng đã nhận lỗi và à, cho rằng là mình không có khả năng cầu mưa khi làm việc với chính quyền nơi cư trú. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng, cư trú tại địa phương tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban nhân dân xã Bụt Xuyên báo cáo sự việc. Vào sáng ngày 16 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng chia sẻ, ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã Mỹ Thành. Theo lời ông Hoàng trong buổi làm việc, ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không đưa thì không nên đưa lên mạng xã hội. Qua buổi làm việc, ông Hoàng đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện mưa, cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã ông Hoàng đã nhận sai vì đưa ra thông tin không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học. Ông Hoàng cũng cho biết là mình không lập đàn cầu mưa mà chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn đến một vài nơi để hỏi ý kiến người dân xong về cầu nguyện xin mưa. Ông cũng đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán và cũng không có đòi hỏi gì thêm. Vâng thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Lễ hội du lịch biển Hải Tiến huyện Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa năm 2024 sẽ khai mạc vào ngày 29 tháng 4 tới đây. Sau đó thì mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc đang được cấp rút thực hiện. Thế nhưng uh, ngay trong sáng ngày 16 tháng 4 tại bãi biển Hải Tiến ở huyện Hoàng Hóa thì khá là nhếch nhác với vô số các loại đá hoặc là sắt nhọn có kích thước khác nhau lại nhô lên trên bãi cát. Đây không khác gì là những bẫy sắt đối với du khách cả. Theo nhiều người dân ở đây cho biết, sở dĩ có các bãi đá tràn ngập ở biển Hải Tiến là do trước đây đơn vị thi công tuyến bờ kè dọc bãi biển đã chở đá về làm nền móng, xong để tràn lan tại bãi biển. Khi nước thủy triều lên đưa cát vào bờ, vùi lấp các bãi đá, xong khi nước thủy triều rút xuống sẽ cuốn cát ra xa và để lộ ra các bãi đá trông vô cùng nhách nhác và có thể nói là nguy hiểm. Trước đây thì ở gần khu vực cầu cảng có rất nhiều những đá nhọn các hộ kinh doanh ở đây phải bảo nhau nhặt mang đi. Tuy nhiên số đá nhặt đi mới chỉ được một phần nhỏ, còn lại thì vẫn đang tràn lan ở dọc bãi biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến việc có nhiều bãi đá sắc nhọn xuất hiện trên bãi biển Hải Tiến, huyện đã nắm được sự việc và đang giao cho phòng kinh tế hạ tầng đưa ra phương án xử lý rất điểm trước khi bãi biển này bước vào cao điểm của mùa du lịch. Vâng, du khách đến Việt Nam ngoài những cái địa điểm du lịch thường biết đến ở các thành phố lớn gần đây du lịch kiểu trải nghiệm cũng khiến các cái vị khách Tây rất là mê mẩn và Hà Giang có thể nói là một cái điểm đến rất là nhiều đón nhiều đoàn khách nước ngoài lựa chọn trong lịch trình khám phá Việt Nam. Vâng ạ. À, tuy nhiên thì có những cái bức ảnh chụp lại được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người phải chú ý khi mà chúng ta thấy là có tình tình trạng leo trèo lên các mỏng đá để khám phá thiên nhiên của các du khách và khiến cho nhiều người phải e ngại. Nhiều vụ tai nạn cũng đã từng xảy ra. Cụ thể, check-in tại mỏm đá tử thần ở Hà Giang đang được rất nhiều người yêu thích. Trong khi du khách không có, không hề có đồ bảo hộ, thậm chí là có những người còn leo cả ra mỏm đá chơi vơi. Vị trí mỏm đá tử thần là địa điểm nguy hiểm, có rất nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh thì có mặt nhẵn, lại không có lan can nên rất dễ trần trượt. Để đảm bảo an toàn cho du khách, thời gian vừa qua chính quyền huyện Mèo Vạc sắp hải lùng đã thường xuyên tuyên truyền du khách không treo ra mỏm đá chụp ảnh và thậm chí đặt cả biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng sao chắn. Tuy nhiên vẫn có nhiều người bất chấp để có những bức hình đẹp. Bên cạnh đó, hiện nay việc tự điều khiển phương tiện để khám phá các cung đường ở Hà Giang đang là cách du lịch đang được ưa thích. Tuy nhiên chưa có một đơn vị nào đứng ra để đảm bảo về tính an toàn và đảm bảo lộ trình cho phương thức du lịch này. Những ngày vừa qua, ngành đường sắt huy động hơn 200 công nhân cùng các xe chuyên dụng tham gia khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió nối Phú Yên và Khánh Hòa. Vâng và xe cầu làm nhiệm vụ san gạt đất đá và vận chuyển các cái vật liệu lên vị trí các cái mũi khoan. Đơn vị thi công khoan nhiều mũi từ trên đỉnh đèo cả xuống nắp hầm đường sắt và bơm hàng nghìn khối bê tông vào để vá các điểm sạt lở. Tuy nhiên địa hình đồi núi khó khăn nên đơn vị thi công gặp nhiều vấn đề trong việc huy động các cái phương tiện, thiết bị lớn để phục vụ sửa chữa. Đơn vị thi công đã khắc phục nhưng mà khi sắp thông hầm, hơn 50 mét khối đất đá tiếp tục rơi xuống. Sự cố được xác định là do đất đá phong hóa lâu năm, không còn chất kết dính. Lực lượng chức năng đã phải dọn dẹp, lắp mái vòm bằng sắt, phun bê tông ra cố vỏ hầm, nhưng việc khắc phục thì chưa đạt được hiệu quả. Ngành đường sắt sau đó đã phải bổ sung phương án vã hầm bằng cách khoan nhiều mũi từ trên trên sườn núi và đổ bê tông vào nóc hầm. Và những ngày vừa qua thì nhà thầu thực hiện hai mũi khoan ở trên núi, một mũi sâu 23 m chạm đến nóc hầm mũi còn lại khoảng 18 m Sau đó sẽ dùng máy bơm bê tông vào. Khi xi măng đồng kết thì các công nhân vào hầm thu dọn đất đá vận chuyển ra ngoài. Dự kiến 9 mũi được khoan xuống hầm. Quá trình khoan núi được thực hiện trong nhiều tiếng. Cứ xuống khoảng 5 m thì mũi khoan gặp các tầng địa chất khác nhau. Công nhân lại phải tháo cần, kéo mũi khoan lên rồi lại tiếp tục cắm xuống núi. Liên quan đến cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội bất ngờ bị đốn hạ. Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân 18 phường khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra xử lý các nội dung liên quan đến cây xanh trên các tuyến phố do thành phố quản lý. Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh đã ra quân xử lý hành vi bức hại cây sao đen trên phố Lò Đúc. Nhiều cây sao đen đã được xử lý để có thể thoát khỏi những mảng bê tông quây kín từ lâu. Cụ thể, hàng trăm cây sao đen trên phố Lò Đúc có tuổi đời hơn 100 năm bị các mảng bê tông bịt kín hết gốc Lực lượng chức năng đã tiến hành đào phá rỡ những mảng bê tông, gạch bị người dân xây bít quanh gốc cây, tháo rỡ biển quảng cáo, đinh, đèn trang trí, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây sao đen. Mặt khác, phường cũng yêu cầu người dân ký cam kết không bức hại cây xanh, giữ văn minh trật tự tuyến phố. Đồng thời, lực lượng chức năng Phạm Đình Hồ cũng tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân không bán hàng, lấn chiếm vỉa hè, giữ văn minh trên tuyến phố Lò Đúc. Thống kê của công ty Công viên cây xanh trên phố Lò Đúc cho thấy có 4 cây sao đen bị chết khô trước cửa nhà số 34, 65, 71 và 93. Trong đó 3 cây lớn có đường kính từ 60 đến 90 cm, một cây có đường kính 25 cm. Cả 4 cây bị chết đều án ngữ mặt tiền ngôi nhà mới sửa hoặc đang xây dựng. Vâng sao đen thì nằm ở nhóm 3 trong danh sách gỗ quý của Việt Nam. Cây được trồng trên phố Lò Đúc từ những năm 1905 đến những năm 1910 và hiện trên phố này thì có khoảng 134 cây, trong đó thì khoảng 50 cây có tuổi là trên 100 năm. Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, loại hình điện này có thể đấu nối hoặc không với lưới điện quốc gia và không bán cho tổ chức cá nhân khác. Quy mô phát triển loại này đến năm 2030 là khoảng 2.600 MW hoặc đạt 50% các tòa nhà công sở hay là nhà dân. Vâng, và Bộ Công Thương cũng giữ đề xuất là điện mặt trời mái nhà lắp ở nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới điện quốc gia sẽ được bán không đồng. Theo dự thảo loại điện này, nếu không nối lưới sẽ được phát triển không giới hạn. Tổ chức cá nhân được khuyến khích lắp hệ thống lưu trữ để chủ động dùng trong sản xuất kinh doanh. Trường hợp nguồn này đấu nối với lưới điện, người dân chọn phát điện dư thừa vào hệ thống sẽ được nhà nước ghi nhận sản lượng nhưng không thanh toán. Tức là người dân có thể bán điện dư thừa nhưng giá không đồng. Đề xuất này giữ nguyên so với bản thảo Bộ Công Thương đưa ra cuối năm ngoái. Tuy nhiên, dự lần này bổ sung quy định giới hạn công suất lắp đặt với điện mái nhà tự dùng. Theo đó, thì công suất đăng ký lắp đặt phải dựa trên sản lượng điện tiêu thụ, nhu cầu dùng thực tế của hộ dân. Tức là ở thời điểm đăng ký lắp đặt, công suất hệ thống điện mái nhà phải thấp hơn nhu cầu sử dụng hộ dân. À với dự án công suất trên 500 kW thì người dân phải có lắp hệ thống điều khiển từ xa và kết nối với đơn vị điều độ khu vực